Ôi Phương Thành, bữa nay lộng lẫy quá Chỉ được làm đẹp trong vòng mấy giây thôi, à. chút xíu nữa hết rồi, hóa trang thành người khác là hết rồi. Phương Thành này, với gương mặt thân quen thì bạn có thêm một cái gọi là sự lời từ về những người bạn, về những sự sẻ chia, và nếu như không có cái chương trình này chắc là mọi người không thân thiết như vậy. Ngay từ đầu gặp nhau là đã thấy thân thương nhau rồi, và cho tới cuối chương trình thì lại càng hiểu nhau hơn và thương nhau hơn. Thì môi trường nào cũng có sự cạnh tranh hoặc là này nọ, nhưng mà với gương mặt thân quen thì Phương Thanh thấy rất nhiều tình cảm trong chương trình này. Và thưa quý vị, Phương Thanh sẽ tiếp tục hóa thân như thế nào trong show gala đêm nay? Chúng ta cùng theo dõi. Từng này giả ai mà cười vui quý vị. Em đang Tại vì suy quyết định nghĩ. đi show 10 là tranh được quyền quyết định là mình giả ai đó. Em sẽ đang suy nghĩ trong ba ban giám khảo. Em phải quyết định cho sáng suốt nha. Anh Hoài Linh chưa có ai làm từ đầu đến giờ đó. Thôi Hoài Linh già xấu mình giải làm chi Già nữa, bữa xấu giờ tới quá làm à. Ừ. Người khác đi. Mỹ Linh này, Gái đẹp đi. Ừ. gái đẹp đi. Mỹ Linh đi. Em nói thiệt đó là bữa giờ Mỹ Linh soi em quá nhiều. Khởi mi là Mỹ Linh Trẻ trẻ. Đại nghĩa là Mỹ Linh hiện tại. hiện tại Còn em? Mỹ Linh đã thì tương lai. Tương lai hả? Tương lai làm sao em? Được không? Được. Để suy nghĩ kỹ nha. Rồi, để suy nghĩ thêm nha. Rồi, chúc mừng Chanh thành công đi. Ban giám khảo bình tĩnh nha. Mấy tuần trước chỉ có phá rồi, còn tuần này sẽ đưa nhan sắc của ban giám khảo đi thực là về nơi xa lắm. Ôi, sẽ hát cái tuồng rồi 40 năm sau. Thưa quý vị và tất cả mọi người đang chờ đợi, chúng ta giả từ với Phương Thanh. Chúc bạn cũng vậy, hãy tự tin và hãy thoải mái. Xin mời. Bye bye giám khảo. Thưa quý vị, bây giờ chia tay với Phương Thanh, chúng ta sẽ gặp gỡ với nhân vật nào đây trên sân khấu ngay bây giờ, lúc này. Trời đất ơi, nhà cửa giờ mà mấy con gà qué nó quậy quá trời quá đất luôn trời. Em ơi em đâu rồi? Anh có mua ổ về cho em nè. Em ơi. Thân nè, chắc thân nè, thân sao thì lận đận nè. Mình à, trách mình à, số phận chứ sao hẻm heo, chứ bảo thân tô cực khổ tôi eo xèo, nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo chứ nổ rồi. Em ơi chứ bây giờ mà em ở kìa nơi đeo, để cho anh trong đứng nửa trong ngô rồi canh chứ hôm nào qua phố lỡ ăn ngô chua, chứ xuống đã lạnh uống nước ngon, chứ qua hồng vừa ăn mượt nắng, chứ bây giờ em không ngó nữa không ngàn đón, chồng nghèo nó cực khổ mà gian y nan nó cỡ hàng, chứ hồ nào chứ em thất nghiệp em đi lang thang, chứ anh thấy em nữa tội nghiệp với anh như mang anh nuôi rai, chứ hồ nào anh bán nước đá chứ rồi em đi mai, hai đứa mình à chung sống nữa không biết ngầu rồi mai sao, chứ hồ nào em bắt ốc chứ rồi anh hái rau, chứ bây giờ em để lại mối sầu để cho quá hôm nào, trái chuối chín cũng căng làm ba, chứ trái cầm tươi cũng căng làm bốn, nửa trái cà cũng căng làm năm, chứ bây giờ em lấy não cho em ăn nằm, em bỏ qua qua cô quạnh dưới năm cánh qua một mình. Em ơi chứ bây giờ mà em mơ nơi đâu để cho anh trong đứng ở trong ngầu rồi cát phía đâu nào. Xin
xin cảm ơn Như Thảo và diễn viên hai Hoàng Mộc. Phương Thanh ơi, xin lỗi, Hoài Linh ơi. Hoài Linh bữa nay hơi thấp bé một chút. Chứ tình nói ở cái chương trình Gương Mặt Thân Quen này nè, tôi mới là Hoài Linh thực. Tự nhiên cái mướn cha nậu nồi vô đây ngồi cái nói Hoài Linh là sao trời. À, chết rồi, trời ơi. Lại đây, chứng minh, nếu anh Hoài Linh thật anh chứng minh đi. Anh hát bài nấu này hay ông, hơn không? Ông ngon, ông ra ông hát cái tu đi. Nếu mà ông hát thiệt thì ông loại hình Linh thiệt, còn tôi Hoài Linh giả đó. Cái vấn đề không phải tôi hát để tôi chứng minh Hoài Linh thiệt hay là Hoài Linh giả, mà trước tiên có một cái giả là tôi thấy rõ ràng Hoài Linh nó chưa bao giờ nó sơn móng chân hết. À, móng chân màu đỏ. Đỏ quét vậy mà. Ra ai cũng thấy đó. Rồi em đâu có súng răng đâu. Em hát hồi đó là cái răng em hở thôi chứ đâu có súng. Đây nó quất súng răng luôn. Nhưng bây mà cái đó là ngoại hình phải hát mới được. Bây giờ muốn hát phải không? Không, không hát thử với tao đi. Em ơi chứ bây giờ mà em ước kìa nơi đeo cho đỡ cho anh nè, anh trông đứng ngựa trong ngầu rầu cánh phía cho hầu nèo què phu lỡ anh âu chua cho xuống đại lạnh uống nước ngọt chứ qua hòn chùa anh mực ê na đủ rầu. Xin cảm ơn. Thấy chưa, Hoài Linh thiệt 100% mà. Xin cảm ơn phần tham gia trình diễn của Phương Thanh. Nhân áo vòng mà ta yêu dấu đã xa rồi như con tàu giờ khơi ra là anh Đức Huy á. Đó, Đức Huy mấy chục năm sau, còn Mỹ Linh già thì sao? Mấy chục năm đấy cô ạ. Mấy chục năm sau thôi, em chào bạn giám khảo đi vô. Nhiều năm sau vẫn còn say mê ca hát là tốt rồi á.